Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi có phóng sự ghi nhận công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Thành phố Trà Vinh là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, có nhiều tuyến quốc lộ đi ngang qua và là nơi tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Trước đây, trung bình mỗi ngày đêm có hàng ngàn lượt người và phương tiện lưu thông qua địa bàn thành phố. Từ khi thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 09 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để phòng chống dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021, sau đó là chỉ thị số 10 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lưu lượng người và phương tiện ra vào thành phố giảm đáng kể, ý thức của người dân dần được nâng lên. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi, tình trạng vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ của người dân vẫn còn diễn ra. Từ đó tác động không nhỏ đến hiệu quả của việc giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban lãnh đạo Công an thành phố phân công lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng cảnh sát khác tăng cường số ca tuần tra kiểm soát, đảm bảo vào mỗi thời điểm luôn có ít nhất từ 5 đến 6 tổ tuần tra thực hiện nhiệm vụ trên đường cả ngày lẫn đêm, vừa tuyên truyền nhắc nhở, vừa kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, quyết tâm bảo đảm ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông và phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, được sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công an thành phố và chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Trà Vinh, lực lượng tuần tra kiểm soát tăng cường ứng trực 100% quân số, đảm bảo khép kín thời gian, khép kín địa bàn. Tuy thời gian tuần tra hiện tại so với trước đây có tăng, nhưng được sự động viên của ban lãnh đạo Công an thành phố cùng chỉ huy của đội cảnh sát giao thông, bản thân luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, tình hình chung, nhận thức của người dân tương đối nhận thức rõ về vấn đề thực hiện chỉ thị 16 về việc giãn cách xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân ý thức chưa đúng, còn ra đường khi không thực sự cần thiết hoặc không đeo khẩu trang. Lực lượng tuần tra kiểm soát tăng cường công tác hướng dẫn nhân dân phòng dịch và kiên quyết xử lý những trường hợp ra đường khi không thực sự cần thiết hoặc không đeo khẩu trang. Ngày 10 tháng 8, cùng tổ tuần tra kiểm soát phối hợp của cảnh sát giao thông Công an thành phố Trà Vinh tuần tra trên các tuyến đường nội ô thành phố, qua gần 3 giờ thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra đã đón dừng kiểm tra gần 50 lượt người và phương tiện. Qua đó, cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, nhắc nhở, lập biên bản xử lý 6 trường hợp vi phạm với các lỗi như không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết. Trên đường Lê Lợi, đoạn thuộc khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, tổ tuần tra cảnh sát giao thông phát hiện Nguyễn Ngọc Phương Trinh, ngụ khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, Nguyễn Ngọc Phương Trinh mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi lái xe, không mang theo giấy đăng ký xe, phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển theo quy định. Ngoài ra, Trinh còn vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ra đường khi không thật sự cần thiết. Giải thích lý do vi phạm, Nguyễn Ngọc Phương Trinh cho biết hiện đang ở trọ, mượn xe của bạn đi giao bánh tráng cho khách hàng trên địa bàn thành phố Trà Vinh để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Với các lỗi vi phạm nêu trên, Công an thành phố Trà Vinh tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc Phương Trinh và tạm giữ xe để xử lý theo quy định. Song song công tác tuần tra, cảnh sát giao thông Công an thành phố còn bố trí lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế để quản lý người và phương tiện ra vào thành phố. Nhìn chung, với sự quyết tâm của cảnh sát giao thông cùng các lực lượng liên quan, tình hình được kiểm soát chặt chẽ. Những trường hợp vào thành phố không có lý do chính đáng đều được cảnh sát giao thông nhắc nhở, xử lý hoặc yêu cầu quay trở lại nơi xuất phát. Nhiệm vụ của chốt kiểm soát á, thì hàng ngày á, thì chặn dừng các phương tiện qua lại chốt, đồng thời kiểm soát giấy tờ của người tham gia giao thông. Thì những trường hợp nào mà ra đường mà thật sự không cần thiết á, thì hay là vi phạm trật tự an toàn giao thông á, thì tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định. Thì từ khi thực hiện chỉ thị số 16 của Chính phủ á, đến nay thì đa phần người dân trên địa bàn thành phố á, thì nghiêm chỉnh chấp hành tốt cái
chỉ thị của nhà nước về hạn chế ra đường, chỉ ra đường những trường hợp thật sự cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhỏ người tham gia giao thông, họ vẫn chưa có ý thức về dịch bệnh. Họ còn ra đường diện đủ lý do để ra đường. Sẵn qua đây thì cũng xin nhắc nhở với bà con, thì do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh diễn ra rất là phức tạp, cho nên là người dân trên địa bàn thành phố chúng ta cần phải cùng chung tay với nhà nước là hạn chế ra đường, chỉ ra đường trong những trường hợp thật sự cần thiết. Ý thức của người dân lúc này thì góp phần chung với nhà nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thì trong cái thời gian mà giãn cách xã hội thì ban lãnh đạo công an thành phố đã phân công lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với những hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Ngoài cái vấn đề đó, chúng tôi còn phải xử lý thêm đối với những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong thời điểm giãn cách xã hội mà không thật sự cần thiết ra đường và không đeo khẩu trang khi ra đường. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những trường hợp này trong thời điểm mà giãn cách xã hội, thực hiện theo cái chỉ thị 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Và ngoài cái công tác tuần tra kiểm soát, chúng tôi còn phải phân công đối với lực lượng cảnh sát giao thông tham gia cùng các cái đơn vị có liên quan chốt chặn ở những cái điểm ra vào địa bàn thành phố nhằm siết chặt, không để cho người là địa bàn ở ngoài là thành phố vào mà không có thật sự là cần thiết, để đảm bảo là cho cái công tác phòng chống dịch là cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố và trách nhiệm trong khi được là phân công ở chốt chặn luôn hoàn thành được nhiệm vụ, mặc dù là ngày đêm mưa gió và cơ sở hạ tầng chưa được đảm bảo, nhưng các đồng chí vẫn tích cực tham gia để đảm bảo phòng chống dịch cho là mọi người cũng như là bản thân của các đồng chí thực hiện cái nhiệm vụ trong cái thời gian qua. Theo số liệu thống kê, qua một tháng thực hiện giãn cách xã hội, cảnh sát giao thông công an thành phố Trà Vinh phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức gần 300 ca tuần tra với trên 1.400 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện lập biên bản xử phạt 247 trường hợp vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với các lỗi như ra đường trong trường hợp không cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tại các chốt kiểm tra y tế, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 25.000 lượt người và phương tiện. Qua đó, đã nhắc nhở trên 12.000 trường hợp vi phạm, yêu cầu quay lại nơi xuất phát trên 1.000 trường hợp, lập biên bản xử lý 20 trường hợp ra ngoài trong trường hợp không thật sự cần thiết. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được bảo đảm ổn định, va chạm, tai nạn giao thông không xảy ra. Từ khi bắt đầu thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng thì theo cái sự hiểu biết của dân thì người ta có một số người ta chấp hành, trước đó nữa người ta ý thức lắm, người ta không có đi ra đường khi mà người ta không có cần thiết những cái việc đó. Rồi sau khi mình thực hiện cái chỉ thị đó thì người ta lại chấp hành tương đối nghiêm túc, chỉ đi ra khi cần thiết, nhất là đi chợ rồi vậy thôi. Theo chú thấy thì hàng đêm chú coi TV đó, thì thấy anh em ta rất là quyết liệt. Các anh em cũng cố gắng để mà thực hiện trong cái 14 ngày giãn cách xã hội là cho nó đạt yêu cầu của trên giao. Thấy anh em làm cũng rất là nhiệt tình, rất là vất vả. Kể cả cảnh sát giao thông, là lực lượng trực chốt đó, chú thấy là cực lắm. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 10 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường vào một số thời điểm vẫn còn nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đề nghị mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không ra đường khi không thực sự cần thiết. Khi lưu thông phải có giấy xác nhận nhu cầu đi lại do cơ quan có thẩm quyền cấp và hợp tác tốt với lực lượng thi hành công vụ khi được yêu cầu kiểm tra, kiểm soát. Vì chỉ có như thế mới sớm kiểm soát được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An toàn giao thông đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào thứ hai tuần sau. Thân ái, kính chào.